Despacito. Thôi quá, thôi quá. Ở bài khác đây. Thằng hai nè. Sa la 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 la. Hai. Bây giờ á, nhà mình có tiền rồi. Làm sao làm ngồi cho dáng quý tộc coi. Đừng nghĩ người ta đánh giá bên ngoài nhìn vô gia đình mình. Ồ, mày cũng nghĩ được chuyện đó luôn. Quý tộc mà ngồi gì? Ngồi phải ra, phải có cốt cách của mình chứ. Ta đi ta nhớ những ngày mình đây ta đó đắng cay ngọt bùi, thương nhau chia cũ sáng lùi. Đó, phải học tập với em vậy đó, biết chưa anh hai? Ta nghe nhạc mà thơ 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 gì. Thơ thẳng. Ồ, mớ tóc mà. Cái gì vậy? Bộ muốn sóng gió hả con? Sóng gió gì? Là sao? Cho cái chuyện mà đi về phía màn nhà của cái người hớt tóc là không được nói nha. Sao vậy? Tại vì tóc bóng lưỡng mới hết rồi, nó mới hết. Tóc bà lúc nào cũng vậy. Trời ơi, mẹ của tụi con á, mà biết mà ba đi từ hướng mà tiệm hớt tóc về á, không biết có hớ hay không là tự nhiên làm nổi cơn tâm bệnh lên nè. Rồi rồi, bây giờ con chốt lại câu chuyện là nãy giờ bà hớt tóc không? Không, tóc bà hồi đó giờ là ông kiểu vậy thôi. Ồ, không hớt tóc. Có hớt cũng không dám hớt tiệm đó nữa. Chung tiền đi. Ủa, tự nhiên xin tiền là sao? Thì có chuyện mới xin chứ. Xin tiền làm gì? Không phải đi hớt tóc, đóng phí. Tiền đóng học phí hả? Gì dạ. Anh hai? Em thấy anh hai mới xin tiền mẹ đóng học phí rồi mà. Ủa, coi con, con mới đóng học phí rồi con xin tiền chi nữa? Bịa chuyện để xin tiền à, mua cái gì hoặc là tiêu xài gì đúng không? Tiêu xài cái con tiền núi cũng đổ nữa sao được? À không phải. Tại vì con xin tiền mẹ là tiền đóng học phí. Nhưng mà cái tiền con xin ba là cái tiền học thêm tiếng Anh ban đêm. À ba hiểu không? Nè nha anh hai. Em mới thấy anh hai hồi thứ hai nha. Mẹ mới cho anh hai tiền đóng tiền học Anh văn. Bây giờ còn xin thêm nữa là sao? Ôi không được. Không được Vũ ơi. Sao? Sao con bịa đủ lý do để xin tiền ba vậy? Trời ơi, từ lúc mà con biết nhà mình trúng số tới giờ là con ba thấy con ăn xài là không được rồi nha. Dạ, thưa ba là thật ra hai câu chuyện nãy là con bịa. Nhưng mà túm gọn lại tất cả vấn đề là tại vì con nghe lời ba. Nghe sao? Ba nói là bây giờ nhà mình đã khác rồi con à. Bây giờ nhà mình đã có tiền rồi. Thì con phải biết làm sao cho ra dáng người giàu chứ không phải là con của ngày hôm qua nữa. Câu này là ba nói cho con biết. Thì bây giờ con phải làm sao con đầu tư cho bản thân con ra cái khí chất của người giàu thì bằng cách phải sử dụng đồng tiền để đắp vào cái con người con, đúng ba? Vậy hả? Ba có nói vậy luôn hả? Ba nói. Nhưng vậy mà ba nói là mình có tiền nhưng mà phải chi tiêu cho hợp lý, chi tiêu kiểu con cái như quăng tiền qua cửa sổ rồi. Không được rồi. Thiệt tình luôn đó. Con thấy từ ngày mà con trúng số á, gia đình của mình bắt đầu tiêu xài quan phí. Biết vậy á, khỏi trúng còn hơn. Ê, đó giờ tao thấy mày là thằng ngu nhất luôn. Không có ai mà muốn gia đình mình nghèo mà không có tiền hết chứ. Chỉ có duy nhất mày thôi đó Tâm. Đúng rồi, đó giờ nhà mình khó khăn quá thì trúng số thì có thể là xài chút đỉnh, chi chỗ này chút đỉnh, mua chỗ này chút đỉnh. Đừng quá thôi, nhưng mà phải chi, phải xài. Xin trân trọng chào cả nhà. Cái gì? Làm gì? Bây giờ tôi xin phép được mở một cuộc họp gia đình nhanh gọn lẹ. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Họp gì mà căng thẳng quá vậy mình hả? Con chưa chuẩn bị tâm lý. Bây giờ tôi xin ra một cái điều lệ trong gia đình của Sáu Gà. Kể từ giây phút này, mọi chi tiêu trong gia đình của Sáu Gà phải được tiết kiệm lại một cách khắt khe nhất. Có tiền đâm ra sinh hư, từ già cho đến trẻ đều hư. Tất cả đàn ông trong gia đình này bắt đầu hư. Tóm lại, đàn ông thật là không đáng tin tưởng. Nhưng mà đàn ông phải có người này người kia, không thể nào quơ đũa cả nắm được, đúng không? Đúng chính rồi, chính xác đó. Đàn ông
có người này người kia. Chính xác. Nhưng trong gia đình mình chỉ toàn người kia, cho nên không thể tin tưởng được. Vì vậy tôi ra quyết định xí toàn bộ kinh phí trong gia đình. Bà xách cái giỏ đi đâu vậy? Nè, mấy chục năm nay ngày nào giờ này tôi cũng đi chợ, và bây giờ rõ ràng ông cũng nhìn thấy trên tay tôi xách cái giỏ để đi chợ. Ông hỏi chi nữa vậy? Thì tôi quan tâm tôi hỏi thôi mà. Tôi định nói cho bà biết là bây giờ tôi ra đậu khu phố uống cà phê với anh Chính Lèo, rồi sau đó qua tiệm tạp hóa của chị Trang á, mua cám về cho gà ăn. Tôi có hỏi gì đâu, tự nhiên ông khai từ đầu đến chân vậy? Thì tôi chỉ thông báo cho bà biết là đường đi lối về của tôi thôi mà. Thông báo một đằng rồi ông làm một nẻo. Vậy ông nói chi cho nó mất công vậy? Mất công ông nói rồi mất công tôi nghe nữa. Ông nói là ông lớn rồi mà đúng không? Ông làm mọi chuyện tự ông quyết định được mà. Tôi nghe có giải quyết được vấn đề gì đâu. Con nghe hết rồi. Không biết sao mà đợt này mẹ dặn lâu vậy ta. Ba nói rõ đường đi trốn về luôn á. Vậy mà mẹ có tin đâu. Bởi vậy bây giờ con mới ngộ ra một điều, là đừng bao giờ là mắt lọc tin ở phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ quyền lực giống mẹ mình. Bữa nay anh hai nói hay quá ha. Bình thường á, anh hai nói dối còn hơn cái gì nữa mà. Tao đá mày, bây giờ tao nói dối rồi nào. Thôi nghe. Anh mày nha, là một người rất là tinh tế đối với phụ nữ. Hay mà sống trong nhà cứ nghi kỵ như vậy hoài, làm sao mà sống nổi được. Đâu phải mẹ nghi mỗi mình ba đâu, mẹ còn nghi con, nghi cả thằng Tâm nữa kìa. Đúng rồi đó ba. Con sợ á là bây giờ ai mà mang giới tính nam á là mẹ đều nghi vấn hết á. Thôi được rồi. Từ giây phút này ba con mình phải quyết tâm lấy lại lòng tin của mẹ đối với bộ ba tụi mình. Quyết tâm. Tại sao sống chung một nhà mà luôn nghi ngờ, không tin tưởng lẫn nhau thì làm sao mà sống được đây? Đàn ông thì sao? Đàn ông thì cũng có người này người khác chứ. Nếu ba cứ mãi lớn tiếng như vậy, con nghe rằng con, ba và em sẽ đi ra đường ngủ đó ba. Anh hai nói đúng, mẹ đang giận mà ba còn lớn tiếng nói lý nữa, như vậy e là không được. Đối với phụ nữ mình phải nhẹ nhàng, mềm mỏng thì người ta mới yêu thương mình được ba. Mình à, dù sao tôi với mình cũng sống với nhau hơn 20 năm rồi. Chúng ta cùng hứa là sẽ nắm tay nhau đi đến những chân trời tươi sáng. Vậy mà tại sao mình nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy? Sơn hoa bà ơi. Bây giờ sao? Mạnh mẽ không được, yêu đuối không được. Bây giờ ba phải làm sao mới sống được đây? Con đã có cách. Trầm kế không bằng sự chân thành. Vậy là sao? Trả lời coi. Chiên cá cháy đều hết ba con, khét lẹt như vậy á, rồi ăn cái chỗ nào? Ăn chỗ không có cháy. Tìm cái chỗ không cháy cho tôi coi. Ha, ăn chỗ cháy chút xíu. Đã treo nữa hả? Thôi mà bà ơi,
tụi tôi chuyên cá cho bà thì chỉ với mục đích là gây dựng lại lòng tin, muốn cho bà tin tưởng ba cha con tụi tôi đó. Thì nhìn vậy là thấy không tin được rồi đó. Cái đó là về mặt hành động thôi, chứ về mặt ý nghĩa là từ nay trở đi ba cha con tụi tôi lúc nào cũng muốn bằng hành động để làm cho bà phải tin tưởng. Tin tưởng. Tin được không? Sống chung một nhà mà cứ nghi kỵ lẫn nhau thì làm sao mà sống được nữa. Tôi nghĩ là với hành động của ba con tụi tôi xuống dưới bếp nè, rồi chiên cá cho bà, rồi làm canh mây, canh cà chua trứng cho bà, rồi trứng chiên, trứng cuộn cho bà, thì tôi nghĩ là từ nay trở đi bà phải tin tưởng ba cho con tụi tôi đi. Nói thiệt bà đừng ghen ẩu, ghen tả, trong mắt tôi lúc nào cũng có một mình bà sáu gà mà thôi, đừng có ghen tội nghiệp tôi. Ba nói đúng rồi đó mẹ. Bây giờ mẹ thử mẹ thả ba ra đường đi, đâu có ai thèm hốt đâu. Ngoài mẹ ra, ba đâu còn gì, ba đâu còn đẹp trai, bụng ba bự, chán ba sắp hói, mặt ba rộ. Thì mẹ nghĩ đi. Dạ đúng rồi đó mẹ. Con nói thiệt á, từ khi mà con đẻ ra tới giờ, từ khi mà từ con mặt tả sơ sinh cho tới lớn lên tới bây giờ, con á mới thấy á, ba là người tốt nhất trên đời. Không có ai mà tốt như ba đâu quá mẹ. Bởi vậy á, ba không bao giờ làm những cái chuyện mà không có đạo đức như vậy đâu. Đó thấy chưa, từ lúc nó đẻ ra nó biết tôi tốt rồi. Đó, trời cảm ơn, trời, hai đứa con giống ba quá, tốt đều với nhau, bà ơi. Ôi là trời, mà tôi có làm gì đâu. Rồi đứng khoanh tay khoanh chân vậy, nhìn coi có giống như là học trò đang bị phạt trước cô giáo không? Mình ơi. Chị. Bà mới cười đúng không? Tôi cười nào? Mới cười hồi nãy. Bà nói tôi giống học sinh. Bà nói tôi học sinh bị lưu bạc ở lại 20 năm. Bà cười đúng không? Thì tôi nhìn mắt cười thì tôi cười được không? Mày cười được. Cười có nghĩa là bà tha lỗi cho tụi tôi đúng không? Tha lỗi cho tôi đúng không? Tha lỗi ơi. Tôi không biết tôi có tha không á. Nhưng mà cái lòng tin thì hơi khó. Nội cái chuyện bếp núc này là thấy không tin được rồi đó nha. Thì cái này là bằng hành động thôi. Chiên cá mà bị khét là cũng có cái ý khác nữa. Biết sao không biết? Tưởng tôi không đọc được hả? Làm bộ chiên khét để rồi kiếm cớ đi ra quán ăn đúng không? Đúng rồi. Thôi coi như là bữa nay kiếm cái cớ cá chiên bị khét, rồi ba sẽ dắt mẹ với tụi con ra quán ăn. Rồi ra quán ăn mình tuyên bố luôn. Nói dài dòng quá à, tóm lại một câu cho dễ hiểu đi. Tóm lại rồi mà. Tóm lại là từ nay trở đi gia đình mình đừng có nghi kỵ lẫn nhau nữa. Mọi người phải tin tưởng lẫn nhau. Một người nói thì mọi người phải tin tưởng. Tin tưởng, tin tưởng, tin tưởng. Tin tưởng, cả nhà mình tin tưởng nhau đúng không mẹ? Đúng rồi, một người nói, chỉ cần một người nói là cả nhà mình phải tin tưởng lẫn nhau. Dạ đúng rồi. Bây giờ là ba nói là mẹ nghe nè. Con nói thì mẹ cũng tin luôn. Em nói mẹ cũng tin luôn. Đúng không? Đúng. Vậy thì bây giờ con sắp đóng tiền học thêm mà mẹ cho con tiền học thêm đi. Câu nói này của Vũ, cả nhà mình có nên tin không? Tin không. Điều quan trọng nhất trong mỗi gia đình chính là sự tin tưởng lẫn nhau. Sự tin tưởng là sợi dây kết nối bền chặt nhất. Biết tin và tạo ra niềm tin là chìa khóa mở ra hạnh phúc trong gia đình.